một người đi bộ trung bình mỗi một giây đi được khoảng 1 mét. Như vậy cứ mỗi 1 giờ thì người đó đi được khoảng 3,6 km. Nếu ta chạy hoặc ta đi xe đạp thì mỗi 1 giây đi được khoảng 5 mét. Muốn tính xem nó tương đương với bao nhiêu km/h, ta có thể nhân với 3,6 bằng 18 km/h. Ô tô hoặc xe máy cứ mỗi giờ đi được khoảng 54 km. Muốn tính xem nó tương đương với bao nhiêu mét trên giây, chúng ta hãy chia nó cho 3,6. Được 15 mét trên giây. Cứ mỗi 1 giây thì máy bay bay được khoảng độ 200 mét. Bạn hãy tính xem vận tốc của máy bay bằng bao nhiêu km/h. Comment kết quả của bạn ở bên dưới. Đừng quên subscribe kênh Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.